nên tránh xa những người có tướng mặt này. Phần 2. Ở video trước mình có nói về những tướng mặt bạn cần tránh xa, không nên chơi chung nếu không sẽ gặp nhiều thị phi, rắc rối. Sau đây là những tướng mặt tiếp theo bạn cần lưu ý nhớ rõ để tránh nhé. 1. Môi mỏng, lông mày tản mạn. Người có môi mỏng là người rất giỏi khua môi múa mép, còn người có tướng lông mày tản mạn lại nham hiểm và xảo quyệt. Kẻ nào có hai tướng này kết hợp thường rất giỏi lừa gạt, dụ dỗ người khác nhằm thực hiện những hành vi xấu. Khi giao tiếp cùng những người này, cần phải đề phòng và cảnh giác cao độ. 2. Lông mày cụt. Là dáng lông mày không rõ đuôi, bị khuyết một chỗ. Loại người này quỷ quyệt, sống giả dối, gian trá. Nếu mắt còn hay liếc ngang liếc dọc thì mức độ gian trá còn tồi tệ hơn rất nhiều, luôn cố gắng tìm mọi cách để vơ vét hết lợi lộc về mình. 3. Mặt mỏng, mắt hay nhìn xuống. Đây là tướng của những người hèn nhát, không biết giữ lời, rất hay lật lọng, thường xuyên bày mưu hãm hại người khác. Lưu ý bạn nhé,